Xin chào tất cả các bạn. Em chào các anh chị ạ. À. Các bạn ơi, nhanh quá. Vừa mới Tết hôm nọ đấy mà bây giờ lại sắp đến Tết rồi đấy Quỳnh Nhi ạ. À. Thế ạ? À? Quỳnh Nhi có biết Tết gì không? Tết, con cũng không biết ạ. Đấy chính là Tết Hoàng Thực các bạn ơi. Tháng 3 này, ngày mùng 3 tháng 3 là ngày mai đấy Quỳnh Nhi ạ. À. Thế ạ? À? Vâng. Em Quỳnh Nhi có biết là món đặc sản nào mà chúng ta thường hay ăn ở trong Tết Hoàng Thực không nào? Bánh trôi à mày? Ôi, tại sao là Quỳnh Nhi biết? À. Các bạn có hay ăn bánh trôi vào trong ngày mùng 3 tháng 3 không? Đây, nhà em Quỳnh Nhi hôm nay cũng mua nguyên liệu về để làm bánh trôi nè. Đúng rồi. Nào, em Quỳnh Nhi giới thiệu cho các anh chị biết là đây là những cái gì nào? Đây là những cái bột. Đây là bột nè các bạn ơi. Bột màu nha, màu cam này, màu xanh nè. Đây, bột màu trắng là bột nguyên bản nè. Rồi Quỳnh Nhi biết màu màu vàng là bột của gì nào? Con không biết. Màu vàng là của nghệ này. Nghệ. Màu này là của màu gì nhỉ? Mẹ cũng không đào. Biết. Đây nè, màu khoai tím môn. Là của khoai môn nè. Còn đây là gì? Bơ. Bơ. màu xanh này chắc là của lá chuối. Lá nếp. Đấy. Không thể thiếu đấy chính là cái này, là lúc nào mà làm xong thì chúng ta sẽ cho cái hạt mè này ở lên bên trên bề mặt cho đẹp nhá. Đây là đường. Đấy là đường thốt nốt hay là đường phèn gì đấy. Còn đây là nhân nè. Hôm nay hai mẹ con mình sẽ làm hai loại nha. Một loại là nhân đỗ và một loại là nhân đường nè. Nhân em Quỳnh Nhi muốn ăn nhân gì? Nhân đường ạ. Nhân đường à? Ok. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ đi rửa tay xong rồi sẽ làm bánh nhá. Các anh chị đã làm bánh trôi chưa? Em làm bánh trôi tận 2 lần. Hồi xưa em ở mầm non em cũng được làm một lần. Tự làm ơi. Một lần em làm cùng em cốm đó. Ta là các bạn ơi, đây là toàn bộ nguyên liệu để làm bánh bánh trôi của chúng mình nè. Bột này, nhân này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm nha. Okay. Mẹ Hằng thì chưa làm bánh trôi lần nào luôn các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên đú đởn mua bột về để làm bánh trôi nè. Em làm hai lần em sẽ hướng dẫn mẹ. Ôi. Mẹ, em muốn ăn một hạt đường. Hey, các bạn ơi, chưa làm mà đã ăn rồi. Đây có là lỗ không? Không. Thế em ăn đi. Vâng ạ. Em Quỳnh Nhi làm hai lần bánh trôi rồi, khả năng là lần này em Quỳnh Nhi sẽ hướng dẫn mẹ đây mà. Đúng rồi. Uầy, bột này thì người ta nhào từ chắc là nhào từ sáng nên là bây giờ nhìn có vẻ hơi hơi khô rồi các bạn ơi. Mình sẽ nhào lại cái bột này nhé. Uầy, hơi khô rồi đúng không? Nó khô thật đó. Này, nhào lại một xíu để cho nó mềm đã. Mềm. Cái này thì tha hồ mà bột nghỉ rồi đây này. Bây giờ thì hai mẹ con mình sẽ làm màu xanh trước nhá. Ok. Đây các bạn ơi, mỗi cái bánh chắc tầm này bột thôi. Đó, Quỳnh Nhi sẽ dàn đều ra xong rồi cho nhân vào bên giữa nhá. Nhân gì cũng được à mẹ? Con thích ăn nhân gì thì con cho nhân đấy nhá. Vâng ạ. Làm cho thật là giỏi nào để xem là em Quỳnh Nhi có kinh nghiệm hai lần làm bánh trôi thì sẽ làm như thế nào nào. Như này nhá, em hướng dẫn mẹ. Sẽ như này, khoanh okay, như này. Khoanh tròn. Khoanh tròn như này. Thật đó. Ấn xuống à? Ấn xuống. Ấn xuống cho dẹp. Ôi trời ơi, dính hết cả tay các bạn ơi. Ấn xuống cho dẹp. Rồi như nào nữa? Ấn xuống, sau đó cho nhân vào. À, nhân đường hả? Xong bọc vào đúng không? Nhân đường. Ủa, thế này cũng đơn giản nhờ. Vâng. Xong rồi... mẹ cứu em. Cứu em, thế bây giờ em nhảy lên. Đó. Ôi, nghe có vẻ không ăn thua rồi. Mẹ chỉ cần như này nhá, xong cho đường vào. Đây, các bạn ơi, như này cho nhanh này, như thế này đúng không? Tròn tròn như thế này, xong mình ấn cục đường vào. Đó, thế là được. Tèn tèn tèn. Thế là chúng ta đã có một cái một viên bánh trôi rồi. Hai viên chứ? Hai viên à? Ok. Đó, như thế này các bạn để ơi. Vào cái... Bây giờ chúng ta sẽ để ra cái ra cái đĩa nhá. Vâng ạ. Ok, mẹ sẽ đi lấy năm cái đĩa năm màu các bạn ơi. Đó, ui, cái này có vẻ to quá đấy. Chúng ta sẽ tí nữa sẽ bớt bột lại một xíu. Đó, bớt. Làm tròn vào. Vâng ạ. Các anh chị ơi, em làm được hai cái rồi. Mẹ ơi, nhanh lên. Các anh chị ơi, làm cái này không phải đơn giản đâu. Cái này cũng khó phết đây. Đây các bạn ơi, hai mẹ con bây giờ mới làm được 1, 2, 3, 4, 5 cái. Ôi này, sao cái này nó chảy ra như này rồi? Hay là mình cho nó, cái bột nó nhão quá nhở?
em không biết. Các bạn ơi, đây là lần đầu tiên mà mình làm mà, nên là không biết như nào. Sợ cái bột nó chảy quá nên là bây giờ nó cứ chảy kìa. Này, nó cứ bẹp bẹp xuống này, có khi là mình cho nhiều nước quá nó chảy xuống rồi. Đây này, cái bột màu trắng bố Hùng nhào bây giờ nó còn nhảy kìa. Hãy để một tí nữa nó sẽ tự khô luôn đấy. Tự khô á, làm sao được. Ôi, con đừng ấn nữa con. Làm nốt màu đấy đi. Đây, đây. Em Quỳnh Nhi sẽ làm nhân đường. Đâu mẹ Hằng sẽ làm nhân đỗ đi các bạn. Đây, nhân đỗ nè. Chúng ta sẽ cho đỗ vào đây. Cái này là đỗ và có cả dừa nữa đấy. Chúng ta sẽ gói cái đỗ này kín lại bên trong. Chị ơi nhìn mẹ. Đây, đây là đường của mẹ nè. Đó. Ơ sao mẹ không vừa cho đường vừa cho đỗ nhỉ? À, cho đỗ nè. Vừa đường vừa đỗ á. Ai vừa đường vừa đỗ ta? À, thử đi. Ok, tí nữa mẹ thử nha. Thử một cái thôi chứ chắc không ngon đâu. Chắc không ngon đâu, thế cũng cần phải thử hả? Thử một cái thôi mẹ. Ok. Mẹ thử cái này. Thử cái này cả đường cả đỗ à? Vâng. Ok. Bây giờ tí nữa không biết là cái cả đường cả đỗ này thì ai sẽ là người ăn được đây? Đúng không? Không biết ai ăn được nhỉ? Rồi, cho mẹ một viên viên đường vào đây nào. Đó. Cho viên đường vào, ok rồi. Mẹ sẽ gói nó lại nè. Gói cho chắc vào mẹ. Gói cho chắc vào, không thì nó sẽ lòi tài phòi ra. Ok. Ở bên này mẹ. Rồi. Bây giờ sẽ vo tròn nữa là được. À, không biết cái vừa đây, đường vừa đỗ. Cái này thì ai sẽ là người ăn nhá. Chắc là em thôi, không biết là chắc là bỏ qua hay lại là bỏ qua đây. Ok, bây giờ làm hết năm màu này khả năng là nhiều phết đấy, không biết là có ăn hết không đây. Bây giờ cả nhà mình sẽ làm nhá. Vâng ạ. Ta là các bạn ơi, đây hai mẹ con và cả nhà đã làm xong bánh trôi rồi nè. Đây bánh là trôi. Màu vàng nè. Bánh trôi bảy sắc cầu vồng canh chè. Đâu, cái này là bánh trôi ngũ sắc mà. Màu trắng nè các bạn ơi. Đó. Nhưng mà không đều lắm, cái to cái nhỏ các bạn ạ. Đúng đây rồi. Còn đây là bánh màu cam cam nè. Đây là bánh màu tím nè. Còn đây là màu xanh. Đó, màu xanh thì làm đầu tiên và kiểu chưa có kinh nghiệm lắm các bạn ơi, nên là hơi bị chảy, hơi bị ướt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mang cái này đi để luộc nhá. Luộc á? Vâng, luộc bánh trôi ở trong nước nóng ấy. Ok. Mẹ đã bật nước nóng ở đằng kia rồi, bây giờ chúng ta sẽ mang từng đĩa ra nhá. Ok. Thanh chị ơi, em sẽ làm hộ em sẽ làm cùng mẹ. Đây, nước đã sôi rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho từng viên bánh trôi vào thả vào bên trong nước nóng nhá. À mẹ tên, mẹ tên. Đó, như thế. Để cả những cái màu khác nhau vào. Ok, cho lẫn lộn cũng được. Đó các bạn ơi. Đấy, bây giờ luộc bao giờ cái bánh nào chín thì nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Uầy, nhìn này, màu vàng vào bên trong này, nhìn đậm chưa? Uầy, em đúng không? Thấy em thấy có đấy. có một cái của em ấy. Ừ. Như nào? Nó kiểu là nhạt nhạt ấy. Đây, vào trong này nó sẽ không dính nhau nè. Đây, bây giờ cho vào. Cái nào chín thì nó sẽ nổi lên bên trên mặt nước nha. Thế á mẹ? Vâng ạ, cho mẹ. Màu trắng nè. À, có anh chị nào biết đến bài thơ mà liên quan đến bánh trôi không? Bài em thơ có gì à? Có biết bài thơ gì không? Không ạ. Đây, bây giờ là bài thơ bánh trôi nước. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Đây, có vừa trắng vừa tròn không? Có. Đấy, ngày xưa chỉ có bánh trôi màu trắng thôi. Bây giờ người ta phải biến tấu bánh trôi nhiều màu thôi. Bảy nổi ba chìm với nước non. Đấy, bao giờ nó chín thì nó sẽ nổi lên đúng không? Vâng ạ. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Đấy, hay chưa? Bài thơ này rất là nổi tiếng của ngày xưa đấy các bạn ơi. Các anh chị ơi, em nhìn những cái bánh trôi ngũ sắc thật là đẹp các anh chị ạ. À. Đúng na đúng mình, đúng na đúng mình luôn. Khiếp điệu thế nhở. Đây, bây giờ chỉ cần đợi cho cái nồi nước này sôi lên nữa là được các bạn ơi. Các bạn ơi, không biết là hai mẹ con nấu bánh trôi có thành công không nữa. Nhưng mà nhìn thấy đảo cũng nghề nghề đấy. Không biết là tí nữa có chín hay là như nào không ạ? Phải thành công chứ. Đúng rồi. Có thành công không? Phải thành công.
nó nổi lên rồi đấy, các bạn nhìn thấy chưa, như thế này là chín rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đun lúc nó nổi như này tầm 2 phút nữa, xong rồi vớt ra là được nha. Em vớt cùng mẹ nha. Đây các bạn ơi, cái góc này thì nó đã chín rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra. Vớt ra thì chúng ta phải vớt nhanh này, xong rồi cho vào một cái tô nước lạnh nè, để cho nó đỡ bị dính vào nhau ấy. Đó, đấy, thấy chưa? À, em xem cái tô nước lạnh. Rồi, cái này là chín rồi mà. Đấy, cho vào đây. Đấy, thấy chưa? Đấy, em cứ như khuấy đi, xong rồi sẽ vớt ra ngoài đĩa nhá. Ngoài muốn ăn luôn đó. Tí nữa em sẽ khát được ăn. Bánh trôi của chúng ta đã chín rồi, bây giờ thì mình sẽ vớt ra đĩa nha các bạn ơi. Rồi, cho em nhìn vớt nè. Thôi để mẹ vớt cho, không là em vớt là bị nát đó. Đấy, mình sẽ vớt màu sắc nó sẽ xen lẫn nhau nè. Đấy. Không, bây giờ không biết cái nào là nhân nhân đỗ, cái nào là nhân đường nữa rồi. Đây đỗ. À, nhìn thấy à? Có mấy cái nó bị nứt ra, thế là nhìn nhìn thấy được nhân bên trong các bạn ơi. Nào em Quỳnh Nhi chuẩn bị cái mè đi. Mè. Cái hạt vừng đi để chuẩn bị chấm lên trên này nhá. Vâng ạ. Wow, các bạn ơi nhìn này, không khác gì đi mua ở ngoài luôn. Đó, đẹp mắt chưa? Tiền tên em đó, như thế này này. Như bình thế. Thường người ta sẽ chấm vào lên từng cái luôn. Mà em thích chấm lên từng cái. Đây, như này nè. Đó nè, đó nè. Đẹp chưa? Như thế này thì sẽ nó sẽ đẹp hơn nè. Tên, tên, nếu mà tên, như tên. Này thì bị vương, xấu. Vương linh tinh đúng không? Vâng ạ. Ok, ui xong rồi đấy, xong cái đĩa đầu tiên rồi. Đây các bạn ơi, đây là đĩa bánh đầu tiên nè. Đó, đĩa này thì mình sẽ cắt đi nhá, để dành. Rồi, bây giờ thì vớt ra cho em Quỳnh Nhi ăn và thưởng thức nha. Này em muốn ăn thưởng thức cái vừa cái ấy. Cái màu gì ấy. Nào? Là màu xanh. Màu xanh à? À, em Quỳnh Nhi muốn ăn màu xanh, cái đầu tiên của em tự làm đúng không? Đây, ừ. Rồi, em cho cái này vào đi. Đó, thử đi. Để xem là có ngon không. Từ chính tay mình làm cơ mà. Chấm đi. Từng này được rồi. Không biết là nhân gì. Thổi nhá. Vâng ạ. Không là bên trong sẽ bỏng đấy. À, dùng bằng thuyền này á mẹ. Em mời các anh chị trước đi. Em mời các anh chị ăn ạ. À. Sao sao sao, nhân gì? Cưng cưng. Trừ trừ. Nhân đường. À, nhân đường à? Có phải là nhân đường nó đã chảy hết rồi không? Bây giờ không còn một cái hình hài của cái viên nữa đúng không? Không, chỉ còn một tí rồi. Ừ. Rồi, ngon không? Ngon không? Ngon. Em ăn được mấy đĩa nào? Để mẹ lấy ra cho em nào. Dạ. Mấy đĩa cũng được. Ui, mấy đĩa cũng được. Một đĩa. Cái này không nó ế rồi các bạn ơi. Ok, thế là thành công rồi đúng không? Thành công. Thành công rồi. Mọi thứ đã hoàn thành rồi đây. Đúng rồi. Các bạn ơi, tổng của chúng mình được 4 đĩa nè. Và đây là 3 đĩa còn lại nè. 4 đĩa nhưng mà 3 đĩa thôi. Để xem là thành quả của mình như nào nha. Mời tất cả các bạn ăn bánh trôi cùng cả gia đình nhà hàng nheo nha. Em mời các anh chị ăn nè. Ăn đi. Ngon không con? Quỳnh Nhi thấy như nào, thành quả của mình ăn như nào? Thì đây mới là nhân gì? Không có được đứng nhân. Mẹ thì ăn nhân nhân đỗ các bạn ơi. Em cũng nhân đỗ. Cái vỏ bên ngoài thì hơi nhạt. Nhờ? Em cái vỏ bên ngoài thì nhạt. Xong thì đến để cái nhân ở bên trong thì còn tạm tạm được. Nhưng mà nói chung là bánh cũng này ngon. Cũng ngon mà đúng không? Vâng. Nhờ. Rồi các bạn ơi, hôm nọ mình vừa mới đi nhổ cái răng khôn ở bên này, bây giờ há miệng với lại là ấy vẫn đang còn hơi đau đau, nên là mình sẽ ăn thử một cái thôi, cho bố Hùng sẽ thưởng thức và cảm nhận xong rồi review cho các bạn xem nhá. Đúng rồi. Đây mời tất cả các bạn ăn nhá, thì mình ăn thử đi, ăn thử cái màu vàng này đi. Đây màu vàng này, vừa nãy hai mẹ con bảo là cái màu là màu vị gì đấy nhỉ? Gừng. Gừng á. Nghệ nghệ. Làm như nào bố Hùng cho ý kiến đi. Bố ăn cái này
có mùi mùi hạt vừng này các bạn ạ. Nó nấu cái mùi cái bánh này, cái bánh này mình cảm giác nó không mùi gì, thấy mềm mềm dai dai các bạn. Đúng rồi. Ngọt thì có đậu xanh nữa, có ăn miếng nữa nhá. Con không. Em Quỳnh Nhi ăn cũng nhiều các bạn ạ. Ăn thêm một miếng màu xanh nhá. Mong là ăn đỏ đốt. Xanh đâu mà xanh. À. Đấy là màu cam mà, đấy màu xanh cái gì, trời ơi, à. Nhìn này. Ăn màu đỗ thật các bạn ạ. Nhìn đẹp mắt chưa các bạn ơi? Đẹp. Uầy, bố nói mùa ăn bà bố cũng ăn vào luôn. Ừ. Ăn vào cái màu ăn vào đỗ nhưng mà nhạt lắm các bạn ạ, không bằng cái đường. Nói chung là cái vỏ bên ngoài thì là hơi nhạt. Đến lúc ăn vào cái nhân bên trong thì mới bắt đầu mới ngọt ngọt. Ừ. Ba giờ em cho tận ba viên gì nhỉ? Ba viên đường. Bố thấy ăn cái đường vẫn ngon hơn là cái đỗ vẫn nhạt các bạn ạ. Thế á? Đỗ cho hơi ít mà. Đây, bây giờ nhà mình nhá, đây là đĩa của mẹ này, đĩa của bố này, đĩa của Quỳnh Nhi nhá. Ăn hết xong mới được đi ngủ nhá. Em muốn đi ngủ. Ăn nhá. Em muốn đi ngủ luôn cơ, không muốn ăn hết mới đi ngủ đâu. Ăn hết mới đi ngủ chứ. À. Ôi giời ơi. Ok, thôi ngày hôm nay cả gia đình nhà mình làm bánh trôi như thế là rất là thành công đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Em thành công thì vì em dạy mẹ chứ. Em Quỳnh Nhi lại kể công đi các bạn ạ. Mẹ của em Quỳnh Nhi dạy mẹ thì mẹ mới làm được đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok. Các anh chị ở nhà có làm bánh trôi không thì nhớ comment ở bên dưới nhá. Bây giờ cả gia đình nhà mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nào. Bye bye. Bye bye.